Sáng nay ngày 20 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Y Sài Gòn Bến Tre tổ chức khai trương phòng khám đa khoa và bắt đầu nhận khám, chữa bệnh tại địa chỉ số K95/1, đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, đối diện siêu thị Go. Phòng khám đa khoa Sài Gòn Bến Tre được Sở Y tế cấp giấy phép số 1312, đủ điều kiện pháp lý hoạt động khám chữa bệnh vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Phòng khám có nhiều bác sĩ cố vấn chuyên môn, hợp tác và cơ hữu, chủ yếu là các bác sĩ đã và đang công tác tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Di Đồng. Phòng khám được trang bị hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động đạt tiêu chuẩn. Các máy móc thiết bị y tế hiện đại hàng đầu như máy CT, X-quang, nội soi, siêu âm. Qua các chẩn đoán lâm sàng, hình ảnh cận lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm sinh hóa huyết học tự động sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng chẩn đoán bệnh nhân chính xác, có phác đồ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ở các chuyên khoa như tiêu hóa, cơ xương khớp, nội nhi, tim mạch, nội tiết, gan, mật, thận, các bệnh lý nhiễm trùng, nhiễm virus, đặc biệt là phát hiện bệnh ung thư giai đoạn sớm hoặc tiền ung thư. Với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại cùng bề dày kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh làm việc tận tâm, phòng khám đi vào hoạt động là cơ hội để người dân Bến Tre có thêm lựa chọn địa chỉ thăm khám điều trị với chi phí hợp lý, giảm chi phí đi lại chờ đợi, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng quá tải y tế tại tỉnh và chuyển tuyến trên, nâng cao chất lượng y tế nói chung. Nhân dịp khai trương, Phòng khám đa khoa Sài Gòn Bến Tre tặng 1.500 phiếu thăm khám trị giá 1.500.000 đồng một phiếu cho người dân có nhu cầu khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, hỗ trợ bà con đến thăm khám, phát hiện sớm bệnh.